Thưa quý vị, được công bố năm 1951, báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn này của quân và dân ta là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Thực hiện nghị quyết đại hội 2, các hội nghị trung ương tiếp theo đã quyết định nhiều vấn đề cụ thể để thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong tiểu mục những chặng đường vẻ vang của Đảng ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp phần 5 với tựa đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao cuộc kháng chiến chống Pháp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 họp từ ngày 11 đến 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta về mọi mặt. Đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ hoạt động bí mật ra hoạt động công khai, trở lại dưới tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kháng chiến chống Pháp thành công, nâng tầm vị thế đất nước, dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, quân Pháp thực hiện cuộc đổ bộ quân nhảy dù xuống cánh đồng Mường Thanh, đánh chiếm Điện Biên Phủ và xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh, làm điểm quyết chiến, chiến lược với bộ đội chủ lực Việt Nam. Trước tình hình đó, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ trương mở chiến dịch đánh bại địch ở Điện Biên Phủ và quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp làm chỉ huy trưởng và bí thư Đảng ủy Mặt trận. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non với những cách đánh sáng tạo và táo bạo, đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, chúng ta đã làm chủ Điện Biên Phủ, bắt sống tướng Đờ Cát, tiêu diệt bắt sống 16.200 tên địch, bắn hạ 62 máy bay, thu toàn bộ kho tàng vũ khí của thực dân Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở căn bản đi đến ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Các nước yêu chuộng hòa bình tại Đông Dương một lần nữa khẳng định quyền tự chủ cho dân tộc mình. Đó là thắng lợi của cả các nước xã hội chủ nghĩa và các nước dân chủ trên thế giới. Tuy nhiên, Pháp rút, Mỹ nhảy vào, dân tộc ta lại phải đương đầu với một đế quốc hùng mạnh hơn rất nhiều. Trong tình hình đó, Đảng ta gấp rút chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 để đưa ra những quyết sách đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo hậu phương vững chắc cho nhân dân hai miền đấu tranh thống nhất đất nước trong thời gian sớm nhất.